Nếu ai đã từng xem qua No Country for Old Men sẽ nhiều lần tự hỏi cái tên nó bắt nguồn từ đâu. Thực chất câu trả lời cũng không quá khó để tìm kiếm. Và với những ai tinh ý, họ cũng sẽ nhận ra đó là dành cho Ed Tombell, một vị cảnh sát già, người cũng đóng vai trò như một nhân vật chính của câu chuyện. Nhưng nhân vật chính ấy luôn nằm ngoài câu chuyện rượt đuổi của hai gã Urton và Lee Quinlan. Để rồi những phân đoạn mà Ed xuất hiện, ông luôn là người đến sau cho đến tận cuối phim, dù là người duy nhất lành lặn. Đó là khi một cảnh sát già nhận ra mình không còn là người phù hợp với vùng đất viễn Tây, nơi tội ác là thứ ngày càng hiện đại, khó lường. Nó liên quan gì đến Ronaldo nhỉ? Tất nhiên không phải là câu chuyện của súng ống và những ánh mắt máu lạnh, nhưng là về cảm giác. Bởi cũng kể từ mùa giải này, có lẽ người đàn ông 36 tuổi sẽ hiểu nhiều hơn về cảm giác của một old man. Ngày hôm qua, một lần nữa Nedved buông lời tuyên bố Ronaldo chuẩn bị quay về với đá bàn doanh Juventus và ở lại cùng đội bóng. Đó đã là lần thứ 3 phó chủ tịch của Juventus tuyên bố như thế chỉ trong vòng 1 tháng. Nhưng mà thực chất để làm gì thì khó mà nói được. Chỉ biết rằng tương lai của Ronaldo phải đợi thêm vài ngày cho đến khi anh hoàn tất kỳ nghỉ của mình. Và cũng chỉ có hai lựa chọn, ở lại thành Turin hay là tiếp tục chuyến hành trình của mình tại kinh đô ánh sáng, nơi cho đến hôm nay vẫn không ngừng có những tin đồn về việc muốn sở hữu anh. Ronaldo vừa có một kỳ Euro đáng nhớ về thành tích cá nhân nhưng đáng quên về kết quả của tập thể. Nó cũng chứng minh cho việc Ronaldo giỏi ghi bàn nhất, dù anh thực hiện điều đó với cách nào đi nữa. Ở tuổi 36, bạn trở thành vua phá lưới trong màu áo câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia là một điều tuyệt vời mà chẳng cần bàn cãi. Nhưng nếu giờ mà để hỏi về cầu thủ gây ấn tượng nhất trong màu áo Juventus lẫn tại Euro vừa rồi, có lẽ nhiều người sẽ thích câu trả lời của Federico Chiesa hơn. Đến lão đại Buffon hôm nay cũng tấm tắc dành những lời khen cho cậu con trai của đối thủ một thời như sau. Khi Chiesa đến Juve, thành thật mà nói tôi không nghĩ cậu ấy có thể chơi tốt như vậy. Sau một mùa tại Turin thì tôi đã không còn quá ngạc nhiên. Nhưng rồi việc chứng kiến cậu ấy có thể chơi ở đẳng cấp cao như vậy tại Euro là điều không thể tin được. Điều đó có nghĩa là chàng trai này thực sự đặc biệt. Sự đặc biệt của Chiesa chỉ càng tăng thêm kể từ ngày cứu Juve chết hụt khỏi cảm xúc thất vọng ở vòng 16 Champions League năm nay. Kể cả khi chung cuộc vẫn bị Porto loại thì thành Turin đỡ u ám vì họ vẫn còn một báu vật cho riêng mình. Cho tới khi Chiesa lên tận nóc của sự đỉnh cao ở hè này, Juve cũng liên tục từ chối mọi lời đề nghị từ mọi câu lạc bộ, kể cả là lời hỏi thăm của Nagelsmann và Bayern Munich với vali trị giá lên tới 100 triệu bảng. Sự nổi lên của Chiesa nhanh quá, nhanh đến mức nói vui là Juventini cũng chẳng còn sợ điều gì nếu Ronaldo có ra đi cả. Mùa trước khi Pirlo giải bài toán nên đặt Chiesa ở đâu là tốt nhất, ông đã tìm ra vô số nghiệm, bao gồm từ tiền đạo cánh trái, cánh phải cho đến nhiệm vụ phòng ngự như một wingback thường làm hay là cả vị trí của một tiền vệ trung tâm ưa bám biên. Đáp án của Chiesa đều là số đẹp vì luôn thi đấu trên mức kỳ vọng. Nhưng ở mùa giải tới, mùa giải của Marc Allegri, có lẽ ông sẽ không lằn nhằn như vậy. Chiesa sẽ chơi như tiền đạo cánh và nó sẽ diễn ra nhiều hơn ở bên trái để có thể đặt Dybala ở phía còn lại. Ronaldo tất nhiên sẽ ở vị trí còn lại trên đỉnh hàng công, kể cả cho là sơ đồ 4-3-3 hay 4-2-3-1 được áp dụng. Nhưng với những người như Locatelli đang được liên hệ để mang về, Max Dien có lẽ muốn chơi thứ bóng đá trực diện hơn. Và như đã thấy với những gì diễn ra tại Wembley thì Chiesa sẽ là mỏ vàng để ông có thể khai thác. Bối cảnh đó được Gazzetta dello Sport gọi là cuộc cách mạng kẹo ngọt của Allegri, nếu không quá cần Ronaldo để thực hiện tham vọng của mình. Tất nhiên Allegri cũng không ngớ ngẩn mà phát ngôn gây sốc với Ronaldo trong giai đoạn này. Nhưng ông cũng tuyên bố đây là giai đoạn mà đội bóng cần một hướng đi khác sau khi đã có những kết quả không tích cực. Thật hợp lý vì Fabio Paratici đã phải ra đi trước đó, để lại một Juve khó khăn với 6 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào năm 2022. Trong số này có Dybala và Cristiano Ronaldo là phức tạp nhất. Nhưng nếu lựa chọn giữa hai người có mức lương chênh nhau tận 4 lần, hẳn Dybala sẽ là cái tên ưu tiên hơn, dù cho người đại diện của anh cũng đang làm căng thời gian qua để giúp thân chủ của mình nhận được mức lương trên 10 triệu euro. Đây là một giải mà Ronaldo sẽ lựa chọn tương lai của mình với một vị thế rất khác. Đừng hiểu nhầm rằng anh không phải là một cầu thủ quan trọng, nhưng CR7 sẽ không còn là một ưu tiên số 1 nữa. Đó sẽ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ, điều mà cảnh sát già Etom luôn nhớ về. Ở hai lần chuyển câu lạc bộ trước, Ronaldo là điều gì đó mà bạn đặt anh ở vị thế của người sẽ dẫn dắt đội bóng mình khoác áo đến những vinh quang lớn nhất. Cái ngày Bernabeu chật kín không còn một chỗ trống, hay cái ngày Turin che mờ luôn trước vô địch của Pháp cách đó vài ngày, đều là những sự kiện được nói rằng sẽ thay đổi cán cân bóng đá thời đại. Ở hai lần đó, vị thế của Ronaldo là điều chẳng ai chạm tới nổi. Trở thành cầu thủ lập nên mức giá kỷ lục khi đến Real Madrid, Ronaldo tạo sức ảnh hưởng hơn cả những Kaká hay Benzema.
cũng chỉ sau một năm đó, ở mùa giải mà Raul vốn đã trở thành quá khứ trên hàng công của tuyển Tây Ban Nha, được Pellegrini hứa hẹn sẽ được đá chính thường xuyên, nhưng thực chất anh chỉ ra sân trong đội xuất phát trong 13 trận đấu, chủ yếu trong giai đoạn đầu mùa và sau đó mất tích vì chấn thương liên tục, rồi chấp nhận nhường lại số áo của mình để người đàn em vẽ nên câu chuyện vĩ đại nhất lịch sử của đội bóng. 9 năm sau, Ronaldo mới thực sự rời Real. Ở lần này anh đến Juventus, nơi những Higuain và Dybala vẫn còn thi đấu rất chất lượng trước đó. Nhưng anh được chọn để dẫn dắt đội bóng này đi đến thành công. Một Higuain ục ịch phải rời đi, một Dybala tưởng là tương lai của Juve cũng phải chia phần lớn sân khấu. Đó là điều hợp lý thôi, đó là cách để 100 triệu không hoài phí. Nhưng ở mốc thời gian này, kể cả là chuyển tới một đội bóng mới tức là Paris Saint-Germain, Ronaldo sẽ không còn là ưu tiên số 1, kể cả anh vẫn đảm bảo được yếu tố thể lực. Việc Mbappe ở lại với đội bóng nước Pháp khiến cho họ không thực sự cần một tiền đạo kiểu Ronaldo nữa, kể cả cho Ronaldo có về được Paris Saint-Germain vì mong muốn của giới thượng tầng. Thương vụ Ronaldo nếu có khả năng nào mà thành thật cũng sẽ tạo ra một vụ nổ siêu lớn ở truyền thông. Nhưng ở một đội hình bao gồm cả Di Maria, Neymar và Mbappe, khó có thể để luôn sử dụng cả bốn cái tên lớn trên hàng công được, và Pochettino cũng không phải là người dễ dãi với việc sử dụng chiến thuật kiểu ấy. Thật lạ lùng khi nghĩ đến việc Ronaldo có thể dự bị. Ở mùa giải trước, anh cũng có vài trận được Pirlo cho ngồi ngoài và nhận được không ít sự chú ý. Nhưng về cơ bản vẫn chỉ là những thử nghiệm không đi đến kết quả nào cả, hay đơn giản là để ngôi sao người bồ nghỉ ngơi. Ở trận đấu cuối cùng mà Juventus cần chiến thắng, Ronaldo đã được định sẵn sẽ vào sân ở hiệp 2, nhưng sau khi dẫn đến 3 bàn trong hiệp 1, Pirlo cũng không cần phải đến ngôi sao người bồ vào sân nữa. Nhưng nếu là Paris Saint-Germain, có khả năng điều đó sẽ không còn là gì quá xa lạ. Bộ ba của đội bóng nước Pháp đã quá quen thuộc khi chơi với nhau. Chưa kể việc mơ về một đội hình toàn sao không đồng nghĩa với việc họ có thể quản lý tốt câu chuyện ở bên trong. Pochettino không phải là huấn luyện viên cứng rắn để có thể đảm bảo điều ấy. Di Maria thì không vấn đề gì cả, nhưng Neymar khó có thể chịu sự nhún nhường nào, còn Paris Saint-Germain thì cố chiều Mbappe hết mức có thể. Neymar từng bảo muốn chơi với Ronaldo, nhưng thời điểm đó người ta vẫn còn nghĩ Mbappe rồi sẽ đến với đội bóng hoàng gia. Nên dù là Juventus hay là Paris Saint-Germain, chốn thần tiên của Ronaldo cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại như cũ. Ở đâu, Ronaldo cũng sẽ có những người trẻ tài năng vượt bậc và được cưng chiều hơn, với cả những con người chưa chắc có thể hòa hợp với siêu sao người bồ. Rõ ràng, sự nghiệp đồ sộ của Ronaldo không coi những điều ấy là vấn đề gì quá lớn. Nhưng giờ thì anh đã là một old man, người đã dần chậm đi với một miền viễn Tây đầy dẫy tài năng. Ronaldo liệu sẽ làm gì? Anh sẽ thể hiện ra sao khi ưu tiên dành cho mình chẳng còn là số 1?